nay chúng ta sẽ được kết nối với hai bạn như thế nào nha. Xin mời quý vị chờ đón xem. Chào em trai. Wow. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Ồ, cái bếp trao đồ điện hả em? Đồ điện hay gì vậy em? Em bán đồ điện chị ơi. À, hèn chi. Rồi bên mốt nhà chị có hư bóng đèn hư gì là chị kiếm em nha. Dạ đồng ý chị. Đồng ý ha. Em tên gì cưng? Em tên Đàm Quang Hưng, năm nay em 40 tuổi. Dạ. Hưng đợi chị Tường xíu để mình kết nối bạn nữ vô luôn rồi mình nói chuyện nha. Wow, dễ thương quá. Hai em gái, em thấy chị Tường chưa? Dạ, em thấy chị rồi ạ. À. Em tên gì cưng? Em tên là Nguyễn Lê Thanh Phúc. Năm nay em 36 tuổi ạ. À. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em ở quận mấy? Em ở quận 4 ạ. À. Còn Hưng là mình ở quận nào Hưng? Dạ em ở quận Bình Tân chị ơi. Em kể chị Tường nghe một xíu xem là dịch này mình có gặp nhiều khó khăn không? Thì em giờ đóng cửa được 2 tháng này chị. Cửa 2 tháng cũng khổ quá ha. Mà cái này là nhà mình hay mình thuê mặt bằng? Dạ em thuê chị, nhưng mà có tích cóp nên là cũng đỡ chị, không có khó khăn gì mấy. Quê gốc mình ở đâu á Hưng? Dạ quê gốc em ngoài Quảng Ninh chị. Vậy là dạ. Bình thường là em ở và em làm việc ngay cái chỗ mà em bán hàng luôn, phải ngay cửa hàng của mình luôn đúng không? Chỗ này là cái cơ sở của em làm ăn thôi, còn nhà của em gần đây chị. Nhà mình sinh sống với ai? Nhà em thì em ở mình chị ơi. Còn ba mẹ? Dạ, ba mẹ ở ngoài Bắc chị ạ. Thế còn Trúc ơi, Trúc dạ. Công việc của mình là như thế nào Trúc ha? Em hiện là nhân viên văn phòng. Thế còn từ hôm dịch tới giờ thì như thế nào? Còn nghỉ hẳn luôn hay là có đi làm hay không, rồi có được công ty hỗ trợ gì không? Hiện tại thì em đang làm việc online ở nhà. Công ty có hỗ trợ mình phần nào không? Công ty có hỗ trợ 50% lương à. À thôi thì cái này tình hình chung cả xã hội mình đều khó khăn hết, cho mình cố gắng vượt qua ha. Quan trọng là giữ sức khỏe ha, rồi từ từ kinh tế rồi hết dịch mình sẽ vực lại, mình sẽ ổn định lại. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn xem cái đoạn video clip giới thiệu về bản thân. Mình hãy xem cho thật kỹ nha để xem mình có cảm xúc như thế nào. Anh ơi, sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Ngày xưa thì em thần tượng như đăng trường, nam trường, còn thế bây giờ thì em thần tượng Đàm Vĩnh Hưng. Tài sản bạn có mấy nghìn tỷ? Những tài sản riêng, có nhà, có xe hơi. Có nhà, có xe hơi. Đây là cái cơ sở kinh doanh đèn trang trí của em ạ. À. Nhà em làm từ năm 2010. Chi phí ban đầu hồi đó thì em với một người cũ của em thì hồi đó bỏ ra khoảng 700 triệu. Đây là cơ sở của em thôi, còn nhà riêng của em thì cách cái cơ sở kinh doanh này khoảng 1 cây số. Điểm mạnh của bạn là gì? Sống tương đối thật. Sống tương đối thật. Hay thương người, giúp đỡ những người nghèo. Em sống rất là thẳng chứ ghét dối trá và lươn lẹo, rất là ghét. Điều kiện hẹn hò cho người vợ hay như thế nào? Mong muốn tìm một bạn gái chân thật, xinh xắn chút xíu, biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc, nội trợ. Em thì không hòa rẻ, tại vì em có nhà riêng rồi, em sống tự lập đó giờ nên là không có hòa rẻ. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Đó là phần giới thiệu của Quang Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn video clip của Thanh Phúc. Xin mời. Chồng em không có gì xấu gì, chỉ có vũ phu bạo hành vợ, đánh 3 lần. Vũ phu bạo hành vợ, đánh 3 lần. Anh ta có đánh con ruột của mình không? Đánh theo kiểu giống như chị là giống như bức xúc em. Xong rồi quay la bóp cổ con, quay la bóp cổ con. Tiêu chí tìm cha cho con gái mình là gì? Phải yêu thương mẹ, nhất là yêu thương con. Em sẽ xem xét trong quá trình họ tiếp xúc và họ giao tiếp với con em như thế nào là cái quan trọng. Tại vì nếu mà họ không yêu thương con em hoặc là họ có sự giả dối quan trọng thì mình rất là dễ nhận ra trong quá trình tiếp xúc. Tài chính thì em xem xét thứ hai thôi. Sau khi ly hôn được 5 năm rồi thì em mới bắt đầu mạnh dạn tham gia đăng ký chương trình hàng ăn trưa. Với em thì cái bạn mà em cần tìm á, thứ nhất là phải biết tôn trọng người phụ nữ, yêu trẻ em, kinh tế cũng phải vững vàng. Tại vì khi mà một người đàn ông có kinh tế nó vững vàng rồi á, nếu họ lo được bản thân họ thì họ mới lo được gia đình họ. Hai cô con gái mình dạ. Năm nay là mấy tuổi vậy em? Bé lớn của em thì năm nay là 9 tuổi, bé nhỏ thì là 7 tuổi. Hiện thì em nuôi bé nhỏ, bé lớn thì ba đang nuôi ạ. Là mình ly hôn bao nhiêu năm rồi em? Tính thời hiện tại là 5 năm rồi chị. Hưng, sau khi mình xem cái đoạn clip của em Phúc thì mình có ngại khi bạn gái của mình mà có con thì mình có ngại gì không?
Dạ, quan trọng là mình tìm hiểu hợp nhau thì không có vấn đề gì. Thế còn ngược lại về phía của Phúc thì Phúc khi mà xem clip giới thiệu của anh Quang Hưng thì mình có suy nghĩ gì không? Em ấn tượng là ở chỗ là anh thật thà thẳng thắn, có gì mà sẵn sàng chia sẻ trao đổi chứ không thích sự lươn lẹo. Nhưng mà chị thấy quan trọng là trước tiên là anh đạt cái tiêu chí của em đưa ra trong cái clip của em á, là coi như phải có công việc làm ổn định đó. Người ta có công việc ổn định người ta mới lo được cho gia đình người ta mới lo được cho mình. Dạ đúng. Nên là dạ, trước đúng. Mắt là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm về tính cách rồi về mọi thứ, về quan điểm nữa. Nhưng mà sơ bộ là chị thấy là họ về cái chuyện đó là mình cũng thấy khỏe rồi nè. Và bây giờ là Phúc giới thiệu một chút xíu cho mình đi. Em thấy điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là giao tiếp giỏi, hòa đồng vui vẻ với mọi người. Có nghĩa là đi đâu mà nếu mà có bạn bè mà dẫn đi chơi thì em cũng sẽ rất là nhiệt tình đi. Còn điểm yếu của em là nấu ăn được nhưng mà không được ngon. Vậy á hả? Ai chê vậy? Nấu ăn là do khẩu vị của em á. Em nêm theo cái khẩu vị của em thì đâm ra nhiều cái người họ ăn á, họ không thích ăn mặn, họ không thích ngọt thì họ lại chê là nấu. Quan trọng là mình biết nấu ăn, quan trọng là mình thích nấu ăn cho những cái người thân yêu của mình là được rồi. Còn cái gì mọi thứ ai cũng phải học hỏi tập mỗi ngày, làm sao mà biết hết mọi thứ được. Điểm mạnh điểm yếu của Hưng là gì thôi ha? Cũng thật thà, biết làm ăn cũng được, thì chịu khó tốn nhiệt tình với bạn bè hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì hay tin người, chị Tường ơi, dễ bị lừa á chị. Tin người dễ bị lừa, trời sao giống chị Tường quá. Dạ. Chị Tường bị lừa hoài, chị Tường mới được báo đăng luôn á. Chị Tường lên trên mạng đòi nợ. Dạ. Báo đăng luôn nè. Mình bị gạt bao nhiêu lần rồi, mất bao nhiêu tiền rồi, khai thiện. Dạ. Chị Tường nghe coi. Từ lúc em vô Sài Gòn là em đã bị gạt rồi chị. Rồi tới khi mà mình ra làm chủ á thì mình cũng tin người lắm, thì cũng bị mấy anh đại tử nó gạt, nó ôm tiền nó bỏ trốn cũng 3-4 lần. Mà sao tin người hoài, bị gạt lần mà không chừa mà bị hoài vậy? Tại vì tính hay thương người ấy chị. Rồi mấy anh đại tử nó xin vô làm rồi nó nghỉ, nó ôm tiền nó bỏ, cái quay lại nó lăng lị. Nó quỳ giống lăng lị em á. Cái em thương quá này nhận nó vô làm rồi này nó lừa cái nó ôm tiền nó bỏ đi tiếp. Ba thằng là đệ tử không à, có bị gái lừa lần nào chưa? Dạ có. Không kể toàn trai không à. Gái lừa mà kiểu mượn tiền á chị, mượn tiền rồi không có trả mà cũng mượn ít ha. Nhưng mà đó là gì, là bạn bè, bạn gái hay là làm ăn hay là gì? Kiểu cũng mới tìm hiểu quen nhau á chị. Em đã trải qua mối tình nào chưa hay là có gì chưa, con cái gì chưa đó? Dạ em cũng chạy qua 3 mối tình chị. Có con rơi, con rớ. Dạ. Con rụng gì chưa? Cái người đầu tiên thì hồi đó là thời trẻ trâu chị, thì cũng sống chung với nhau thì có một đứa con. Năm nay bé cũng được 12 tuổi. Rồi con sống với mẹ hả cưng? Đúng rồi chị, con đang sống với mẹ. Nhưng mà lúc đó là mình có kết hôn không hay là chỉ có con thôi? Dạ hồi đó không kết hôn chị ơi. Rồi chia tay bao lâu rồi, mối tình đó là bao lâu rồi? Dạ chia tay nay 9 năm rồi chị. Có ai gặp con không? Em có thường xuyên gặp con không? Dạ em cũng thường xuyên điện thoại để hỏi thăm bé rồi có chu cấp cho bé hàng tháng. Cái người bạn đó của em là đã có gia đình mới chưa? Dạ có gia đình mới rồi chị. Rồi những cái mối tình kế tiếp thì sao nè? Chia tay người cũ thì cũng có một mối tình khá sâu đậm, cũng được 2 năm vậy. Hai đứa thì cũng thương nhau mà cái gia đình bên bạn gái là ngăn cấm. Tại vì em làm ăn vậy, em nhiều khi em phải đi tỉnh, rồi em tiếp xúc, em giao lưu nhiều. Mẹ của bạn gái nói là em đào hoa quá, nếu mà thương gần hơn này thì sau này sẽ khổ thì ráng chịu. Thì bạn gái đó rất là nghe theo gia đình. Còn cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ mối tình gần đây nhất thì cũng quen được năm mấy rồi chị. Thì bạn gái đó cũng về nhà em ở sống chung. Tại vì cái tánh của em hơi kỹ mà bạn gái thì ở dơ quá chị ơi. Có dụ bạn. Dạ. Gái ở dơ nữa? Lau dọn nhà cửa, quét dọn này nọ thì rất là làm biếng. Giờ tôi hỏi lại Phúc nè, Phúc ơi, anh nói anh sợ mà bạn gái ở dơ kìa, không quét dọn nhà cửa kìa, mình sao? Chắc em cũng phải xem giống tính ảnh, em cũng hơi kiểu tính à. Em nghĩ em. Dạ. Có phải là người phụ nữ của gia đình không? Phụ nữ gia đình thì em được 50, còn đa phần là em là phụ nữ công việc nhiều hơn à. Em một mình thì em nuôi con thì mẹ thì gia đình cũng hỗ trợ ít thì đang nên em cũng phải là đi làm xuống à, ở ngoài không à. Công việc nhà thì tất nhiên em vẫn phải dọn dẹp hết, thì nấu ăn đa phần là bà ngoại, hôm nào thì cuối tuần hay là những dịp như vậy thì em cũng sẽ nấu à. Vậy là hiện tại gia đình mình ở ra đông hả, có bà, có ba, có mẹ, có con mình luôn hả em, nhà nhiều thế hệ đúng không? Em ở chung với mẹ em à,
với con em ạ. Không nghe kể tới ba. Ba em thì không sống chung với mẹ em ạ. Vậy là nhà mình cũng không có đàn ông luôn, nhà phụ nữ không. Rất là giỏi ha, một bà mẹ đơn thân mà lo hai con. Mà nhà đó phụ nữ không có đàn ông, bây giờ rất là cần một người đàn ông để mà hỗ trợ để mà chăm sóc nè. Đó, ba cái điện nước rồi trong nhà này là đó, đó ba cái đồ điện rồi đó. Hư lỏng có ai lo hết trơn, khổ lắm, cái gì cũng phải kêu thợ. Đó, bây giờ là có anh Hưng nha. Bây giờ là có anh Hưng nha. Dạ dạ. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn xem những cái topic của nhau. Hôm nay là có những cái chủ đề ha của mỗi bản thân mình đưa ra những cái câu, những cái câu chuyện, những cái sự việc để thể hiện được cái tính cách của mình hay là những cái gì đó đã trải qua với cuộc đời của mình. Rồi các bạn sẽ chọn xem mình muốn khai thác về cái chủ đề nào trước nha. Bây giờ xin mời cho chị Tường xem những cái topic của bạn nam trước đi nè. Ba cái tiêu đề của Hưng đó là: thứ nhất, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Cái thứ hai là ly hôn. Cái thứ ba là con chung con riêng. Bây giờ Phúc muốn nghe cái nào trước? Em nghĩ là nên con chung con riêng nha. Quan điểm của Hưng như thế nào? Dạ, quan điểm của em thì tại vì bé nhà em thì giờ nó cũng sống với mẹ rồi, giờ em không có trực tiếp nuôi bé ở đây. Còn vấn đề con chung con riêng thì thật sự mình thương bạn gái đó thì mình phải lo cho, mình thương cả con của bạn gái, mình phải lo cho cuộc sống cho hai mẹ con đầy đủ. Em có muốn sanh thêm con không? Dạ chắc chắn là có là chị, nếu mà hai người thương nhau hợp nhau mà đi tới hôn nhân thì nên sinh một đứa con để có cái sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng. Phúc thì nghĩ sao Phúc? Em có muốn có thêm con không? Em nghĩ là con là trời cho. Còn bây giờ nếu mà có thì là vui ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái topic của bạn Phúc nha. Rồi bây giờ tới Hưng lựa chọn nha. Thứ nhất, võ thuật. Thứ hai, tiền càng nhiều càng tốt. Thứ ba, con yêu trước mẹ yêu sau. Hưng chọn cái nào? Em chọn cái số 3. Số 3, con yêu trước, mẹ yêu sau. Rồi mời Phúc chia sẻ cái quan điểm của mình, suy nghĩ của mình. Khi mà tìm hiểu mối quan hệ đó, trước tiên là người phụ nữ với người đàn ông nói chuyện gọi là thích nhau hoặc thương nhau thôi. Chứ nếu mà nói yêu thì chắc chắn là chưa chắc gọi là yêu đâu. Thì tất nhiên trước khi mà đến với người phụ nữ đó, người đàn ông họ phải là thông qua là con riêng của người phụ nữ. Ít nhất là phải làm cho bé cảm thấy là một người này là một người an toàn, yêu thương bé thật sự. Nếu mà bé cảm thấy an toàn đó thì em mới dám mở lòng được nhiều hơn. Chứ nếu mà bắt cửa con mình mà đã không xong rồi thì em nghĩ cái tính dài lâu mà nó làm việc khó à. Đúng rồi, chị cũng nghĩ như vậy. Tại vì có con nhỏ cũng ngại. Ngày xưa đó lúc chị có con nhỏ, nhà chị cũng đâu cho chị tiến bước nữa đâu, cũng sợ đó. Rồi cái từ từ cái con lớn luôn, cái mình bây giờ con lớn luôn cũng chưa được. Cho nên chị nghĩ cái chuyện này thật sự dễ lắm. Người đàn ông mà người ta thật sự yêu thương mình, người ta sẽ lo cho con mình thôi à. Đúng không Hưng? Quan điểm của em cũng y chang vậy chị. Thế bây giờ quay lại tiếp với những topic của Hưng nè. Chúng ta còn lại hai topic, đó chính là ly hôn, tiền bạc phân minh, ân tình dứt khoát. Em muốn nghe cái nào? Vấn đề tiền bạc. Dạ, theo em thì cái lúc mà hai người bắt đầu tìm hiểu quen biết nhau á thì tất cả cái cuộc hẹn hò như đi ăn uống hoặc là mua sắm này nọ thì em sẵn sàng, em có thể là em bỏ tiền ra. Nhưng có một điều là cái người bạn gái khi mà mới quen bạn trai á, đừng có đòi hỏi quá đáng như là cung cấp tiền cho xài hàng tháng, xin tiền bạn trai chơi, bỏ tiền cho chơi chứng khoán này mua giống như mua đất, đầu tư những cái số tiền lớn á là em không thích. Còn khi nếu mà lấy về thì sao? Dạ, khi lấy về thì đương nhiên là người con trai là phải đưa tiền cho vợ giữ. Thì cái cuộc sống rồi trong sinh hoạt mọi người, mọi cái chi tiêu là trong người bạn gái để quản lý, nó dễ hơn. Đàn ông giữ tiền thì em nghĩ là nó không tốt bằng người con gái. Cho chị hỏi, ngày xưa đó khi mà em mà mặc dù em chưa kết hôn nhưng mà khi mà mình chia tay nhưng mà đã có con như vậy á, thì mình có phải ra tòa xử đúng không? Rồi mình có phải chia tài sản gì không Hưng? Tại vì hồi xưa là hai đứa có thỏa thuận với nhau thì em cũng tự chia. Chia sao? Dạ, hồi đó thì hai người sống với nhau thì tụi em là hồi đó mới ra đầu tư vô cái cửa hàng này cũng 700-800 triệu thì em lấy cửa hàng. Còn hồi đó cũng hai người cũng mua được một miếng đất thì hồi đó em giao cái miếng đất cho người cũ. Em lấy cửa hàng anh mà làm ăn tới giờ luôn chị. Rồi giờ em có sợ ví dụ sau này mình kết hôn lần nữa rồi mình rủi có chuyện gì rồi mình chia lần nữa không? Có bị ám ảnh cái chuyện đó không? Dạ không chị. Sao là Phúc, em nghe những cái quan điểm của Hưng như vậy thì em có đồng ý không hay là em muốn phản bác lại cái điểm nào không? Theo em thì anh nói đúng mà. Bản thân em thì phòng phẳng lắm. Ví dụ như hôm nay anh mời thì ngày mai anh sẽ mời. Hoặc là ví dụ anh có tặng em cái này thì em sẽ tặng anh làm một món khác à. Em cũng không muốn là phải lụy tài chính của kỳ ai à.
Chị nghĩ thì thật ra đôi lúc nó cũng không cần phải sòng phẳng giống như là Phúc nói đâu. Khi yêu nhau mà người đàn ông lo cho người phụ nữ là bình thường. Ảnh ví dụ hẹn mình đi ăn, đi chơi, coi phim, ăn uống nhà hàng thì ảnh trả tiền là đúng rồi, chứ cũng không cần thiết là ảnh trả bữa mình phải trả bữa. Ảnh đang đeo đuổi mình, ảnh yêu thương mình, ảnh phải lo cho mình là đương nhiên. Ý đây là mình không có đòi hỏi ở anh mua tôi cái xe, anh mua tôi cái nhẫn, anh mua tôi cái nhà, anh mua tôi cái giỏ, hay là mình không có đòi hỏi những cái nó quá đáng thôi. Chứ còn trách nhiệm và nghĩa vụ của người bạn trai yêu thương mà đi theo đeo đuổi bạn gái thì lo cái này cái kia lặt vặt cái chuyện bình thường, không có cần thiết phải sòng phẳng. Tại nhiều khi mà sòng phẳng quá lại không phải tình yêu nữa, tự nhiên anh tặng tôi cái này cái tôi phải tặng anh cái nọ thì thấy nó kỳ lắm, không phải vậy. Nhưng mà khi mà lấy nhau về thì lúc đó đó tài sản là của chung, thì lúc đó là người vợ mới là người cứ giữ tay hoặc chìa khóa để chi tiêu. Chứ còn khi mà mình chưa có kết hôn chưa gì hết, mình cũng còn quản lý tài chính của người ta thì nó cũng kỳ, ý là vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những cái topic của Phúc nào. Võ thuật với lại là tiền càng nhiều càng tốt, giờ muốn nghe nào? Nghe về võ thuật cho chị. Võ thuật coi, sao cô gái này có cái vụ gì võ thuật nghe ghê quá, tôi cũng đang tò mò. Thì giống như em chia sẻ là với phụ nữ bước qua tuổi 30 rồi thì tất nhiên là mình phải tập thể dục để mình nâng cao đề kháng mình, và cũng gọi là giữ được cái dáng vóc mình nó không bị xồ xề quá. Thì cái môn thể thao em đưa ra đầu tiên là môn em học boxing sinh à. Mình học môn đó thì có đi ra đường hay là cái gì đó mình cũng có khả năng là tự vệ được à, hoặc là bảo vệ cho những người trong nhà mình cũng được à. Chị nhớ lại cái clip hồi đầu em chia sẻ đó, mà có cái đoạn mà anh ấy hay đánh con gì đó, là sao, là chồng cũ em hay đánh con hả? Thì hồi xưa thì chồng em hay đánh em bạo lực á. Cho nên bây giờ sợ đi học boxing để mốt chồng quýnh mình quýnh lại cái gì? Mình không khả năng quýnh lại nhưng mà khả năng tự vệ à. Mình không khả năng quýnh lại nhưng mà khả năng tự vệ à. Ok, đồng ý. Bảo vệ bà mẹ đơn thân, bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái ha, bảo vệ những người thân trong gia đình của mình. Sao Hưng? Thấy cổ nói vậy đúng không? Bây giờ cổ học boxing thấy ổn không? Chứ cổ gửi gặp chồng vũ phun nữa là mệt. Em thấy bằng gái mà học boxing thì cũng nâng cao sức khỏe cũng tốt, chị không có gì. Em có phải là người vũ phu không? Dạ không chị, dạ không chị. Có gì hai người không còn hợp nhau cũng không lên đụng tay đụng chân chị. Mình giải quyết với nhau bằng lời nói được rồi chị. Có gì mình nói thôi nha. Sợ, sợ. Tỏ không? Có sợ gì không? Rồi, tiếp đi. Hưng chia sẻ cái topic còn lại của mình luôn đi Hưng ơi. Ly hôn. Thì theo em suy nghĩ thì hai vợ chồng mà sống với nhau bất đồng quan điểm nhiều quá, không còn thương nhau nữa chị, thì cũng không nên cố gắng để mà sống với nhau. Tại vì sống với nhau mà không có hạnh phúc, suốt ngày cãi lộn cãi vã nhau thì cái đó cũng ảnh hưởng tới con cái rất là nhiều. Phúc nghĩ sao về lần này? Em đã đổ vỡ lần này lần thứ nhất rồi, tự nhiên em cũng chẳng có mong muốn là lần thứ hai của mình cũng sẽ gặp những cái vấn đề nó không hay. Thì sống chung với nhau hai người mà ở chung một nhà đó là hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau, thì ít nhất là mình có phải là nhường nhịn nhau sống, hoặc là chia sẻ cái những quan điểm. Ví dụ như anh không thích cái này thì ít nhất là phải biết chia sẻ từ nó cho một bạn mình biết rằng là cái đó không đúng, chứ mình đừng có gọi là giữ trong lòng, hoặc là có những cái lời nói như nó hơi bị mạnh một xíu làm cho người ta cảm thấy là nó khó thích nghi được, hoặc là khó để thấy phù hợp được. Ít nhất cái gì phải nhẹ nhàng đưa ra để mình cùng nhau mình nói, trừ khi những trường hợp nó là bạo lực gia đình như em suy nghĩ trong em á thì nó mới như vậy thôi. Còn tất cả đều có thể giải quyết được, tất cả đều có thể giải quyết được. Mình bị ám ảnh cái điều mà mình đã trải qua đó. Thật ra mọi thứ nó đơn giản lắm, mọi thứ nó cũng là tùy duyên à. Phúc còn lại một điều cuối cùng ha, mình chia sẻ luôn cái điều cuối cùng của mình luôn nè. Tiền càng nhiều càng tốt. Theo quan điểm của em, tiền là vừa đủ là được, cũng không cần phải nhiều quá. Tại tiền nhiều cũng thực sự nó cũng không mang lại hạnh phúc cho mình. Chủ yếu là mình kiếm sao là vừa đủ đo được cho gia đình mình thôi. Thì vợ chồng sống với nhau nó hạnh phúc rồi là chủ yếu. Chứ tiền nó cũng là cái phụ thôi, để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Chị thấy ngày hôm nay nha, trong mùa dịch nha, mà ban biên tập rất là hay luôn, đã lựa chọn hai bạn sao mà với làm mai nha, mà tôi thấy nó hợp vô cùng. Hoàn cảnh cũng giống nhau nè, cũng từng gãy đổ nè, từng có con riêng nè, đưa ra những cái topic á thì cũng giống nhau, về mặt ai cũng có dính cho tiền bạc chồng nè, ly hôn nè, rồi con cái nè. Cho nên chị Tường cảm nhận là rất là phù hợp. Bây giờ chị cũng rất là nôn nóng rồi, chị Tường sẽ đến với cái phần 2 cho các bạn gặp mặt nhau nha, để mình gặp mặt nhau trực tiếp, mình có điều gì đó mình qua mình tiếp tục trao đổi nó sẽ hấp dẫn hơn. Như vậy thì bây giờ xin mời cho Tường kết nối nha, bạn Quang Hưng và bạn Thanh Phúc, cho hai bạn được trực tiếp gặp nhau để chúng ta tiếp tục trò chuyện nè. Xin mời. Chào em. Dạ em chào anh ạ.
Sao nãy giờ có giống như những gì mình tưởng tượng không? Cảm xúc đầu tiên khi mà nhìn thấy Phúc của Hưng như thế nào? Nhìn không được rõ lắm nhưng mà em thấy cô gái này cũng khá là xinh đó chị. Chị Tường nhìn đây rất là rõ luôn vì mạng bên em đang chập chờn đó. Thế còn Phúc sao? Thấy anh Hưng như thế nào? Em thấy được. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Khi ngài ngùng ấy. Vậy là chị Tường thấy vui rồi. Nhưng mà chương trình của mình ngày hôm nay là chương trình hẹn ăn trưa. Thế thì bây giờ các bạn đã có chuẩn bị món ăn gì để mình vừa ăn vừa nói chuyện với nhau không? Đâu, cô Phúc, cô chuẩn bị đồ ăn gì cho chị Tường coi. Chỉ có trái cây và bánh ngọt à. Vậy là ngon rồi, ngon rồi. À, Hưng có món gì? Chị có bánh ngọt. Trời ơi, ai cũng có bánh ngọt, tôi thèm quá, chắc tôi cũng đi kiếm bánh ngọt quá. Vậy thì bây giờ là hai bạn hãy vừa ăn vừa nói chuyện với nhau nha. Mình trao đổi đồ ăn qua mạng luôn nha. Bây giờ chị Tường cũng đi tìm một ít bánh ngọt và nước để uống đây. À, chúng ta cùng nhau ăn và cùng nhau chia sẻ. Cho hai bạn một không gian riêng ha. Ít phút nữa chị Tường quay lại. Nhớ nha, muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì là hỏi liền đi nha. Chứ chị Tường quay lại liền đó. Rồi, xin mời hai bạn có khoảng không gian riêng của mình. Em chào anh ạ. À? Anh chào em. Lần đầu em nhìn anh, em thấy sao? Em cũng không có đặt nè ngoại hình lắm đâu ạ. À. Em thấy anh cũng là một người giỏi kinh doanh ha. Khi ngày xưa anh bước vô Sài Gòn thì anh cũng theo cái nghề kinh doanh của anh. Sau này anh cũng tự lập về, cũng quen dần với môi trường thì mình cũng tự ra kinh doanh thôi. Em năm nay 36 là em 86 hả em? Dạ. Em tuổi người còn không? Có sợ không? Có sợ không? Mà hay là có vấn đề gì không ạ? Anh thì anh không có sợ, tại vì theo cái quan niệm của ông bà già xưa, cho nên anh thì bây giờ anh sống theo cuộc sống hiện đại của anh, anh suy nghĩ nó không có như ngày xưa. Biết là hai người hợp nhau không, chứ tuổi tác thì không quan trọng. Tại vì nhiều người họ cũng sẽ sợ nghe đến tuổi già ngại ạ. Hiện tại anh sống với ai ạ? Thời gian gần đây thì có ba anh vô chơi rồi, nhưng mà bị giãn cách này cũng 3 tháng nay này không có về quê được. Còn bình thường như mọi lần khi thì anh sống một mình. Từ lập từ đó giờ quen em ơi. Nhưng hồi nãy trao đổi thì cái người bạn trai của em sau này á, em muốn cần tìm cái người bạn trai của em như thế nào? Đối với cái người em chọn thì em cũng sẽ là biết yêu thương phụ nữ, tôn trọng người phụ nữ của mình. Thứ hai là yêu trẻ con. Anh có quan điểm bao giờ là sẽ có chuyện mà hai bên mà gây nhau sẽ dùng đến hành động để giải quyết vấn đề không ạ? Sử dụng cái hành động của phu mà với con gái thì nó hèn lắm em. Nếu mà cả hai đều nóng thì lúc đó là tình huống mình xử lý vấn đề như thế nào? Anh nghĩ là hai người cùng mỗi người kìm lại xíu. Người vợ mà nóng thì người đàn ông cũng nên kìm lại mà đi chỗ khác thì đúng. Thế khi anh nóng quá mà nếu không đánh phụ nữ thì không đánh vợ, không đánh người cả mình yêu thì anh có đập đồ mà. Không em ơi, không em ơi. Ủa sao nãy giờ tôi đi rồi, tôi đi kiếm đồ ăn, tôi ăn rồi tôi thấy hai bạn hỏi toàn chuyện gì nó không vô tình yêu đồ, gia đình hay con cái đồ, không hẹn hò đồ, rồi hỏi con em thích cái gì đồ này kia. Trời ơi, gì mà hỏi gì lòng vòng không có vô gì chủ đề chính gì chứ gì. Trời ơi Hưng tệ quá Hưng ơi. Kinh nghiệm ông bố đâu mà tệ quá vậy. Vừa rồi cái đường truyền nó bị ngắt á gì cũng chưa kịp hỏi gì được nhiều. Chưa kịp hỏi gì được nhiều ha. Rồi thôi từ từ mình sẽ hỏi bây giờ nè. Chị cho hai bạn hiểu nhau thêm một chút xíu nữa là mình nói chuyện rồi. Thế thì bây giờ chị Tường có chương trình sẽ có chuẩn bị sẵn những cái lá bài. 5 cái lá bài mình thích cái số thứ tự bao nhiêu nha. Mình chọn rồi mình sẽ là nghe bước vui sẽ là chia sẻ về những cái điều mà chương trình đã đặt ra cho mình nè. Rồi bây giờ ưu tiên cho Phúc sẽ được chọn trước nè. Em nghĩ là số 3 à. Yêu cầu trong lá bài thứ 3. Chồng bắt về nội ăn dỗ, dù ở vùng có dịch, khi chưa giãn cách xã hội, em phải làm sao? Em sẽ đi ạ, em không có ngại. Rồi đi vậy rồi, mình đi vậy rồi, mình có cho con đi theo không? Nếu mà con thích đi thì em sẽ dẫn. Và nếu mà con không thích thì thôi. Bản thân thì mình sẽ ưu tiên cái lựa chọn con hơn ạ. Rồi ok, bây giờ thì số đi Hương muốn số mấy? Dạ, vậy cho em xin chọn số 5 ạ. Lá bài thứ 5 với nội dung là gặp người thân của bạn nữ. Rồi, hôm nay người thân mình có ai vậy coi vậy Cưng? Giờ mẹ hay là con gái? Con gái ạ. À. Hello con. Con biết cô Cát Tường không? Dạ biết. Dạ biết hả? Hay quá. Con tên gì? Tôi tên Ngọc An. Lê Nguyễn Ngọc An. Giờ cô Tường hỏi con nè, bây giờ con có muốn con có muốn tìm ba không? Con không biết hả? Chú ơi, chú Hưng ơi, chú Hưng chào con chưa? Hỏi con thích cái gì nè, để hết dịch chú Hưng mua tới cho con nè. Chú Hưng chào con.
Lan ơi, con gái dễ thương giống mẹ nè. Con gái học lớp mấy rồi nè? Hôm nay con lớp 2. Mắc cỡ. Ở nhà có ngoan không? Có. Có phụ được giúp được cho mẹ cái gì không? Con lau nhà, phụ mẹ quét nhà. Con gái giỏi quá ta. Trời, biết quét nhà phụ mẹ luôn. Cầm máy hút được à, đi lau nhà được à. Ok, bây giờ con tạm biệt chú đi, con chào chú, hẹn chú đi, con nói một câu. Bye bye con gái nè. Không có tạm biệt bye chú bye gì chơi vậy. Bye cô Tường nữa. Chào con gái nè. Bây giờ cái cảm xúc hiện tại của mình như thế nào? À, mình còn có nói cái gì cho nó lãng mạn, cho nó vui lên, hay là mình hát hò gì đó, hay là mình có cái lời hẹn hò gì với nhau hết dịch như thế nào đó, cái gì đó nó hấp dẫn xíu coi, hoặc là cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, rồi chúng ta sẽ quyết định là có hẹn hò với nhau hay không nha. Rồi bây giờ chị mời Hưng sẽ nói trước nè. Bây giờ tại vì cái thời gian trên đây không nhiều, anh nghĩ là tới đây gặp em thì anh rất là vui. Cái tiếp về của em cũng khá hợp với anh, và cái tính cách hai người khá tương đồng, và em cũng khá xinh đẹp, và em cũng khá xinh đẹp. Hết dịch thì nếu mà đồng ý thì anh xin được hết dịch, hai đứa mình gặp nhau thì tìm hiểu thêm. Còn em thấy rằng anh một người của gia đình, phần anh cũng giỏi về công việc, làm ăn kinh doanh, thế em cũng thấy yên tâm được phần đó. Nhiều khi trong cuộc sống thì hai người cũng phải đồng cảm chia sẻ với nhau ạ. Trước khi kết thúc chương trình để bấm nút hẹn hò nè, hát tặng bài coi, hồi đầu tôi thấy giới thiệu là mê Đàm Vĩnh Hưng đúng không? Mê Đàm Vĩnh Hưng đó, Đàm Vĩnh Hưng dạ. Xin mời vô tay. Dạ, Đàm Vĩnh Hưng thằng tường của em. Để em xin hát bài hát một bài về mẹ đó chị. Hát tặng những người phụ nữ. Đất nước tôi thong thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần không còn lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng yên. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn lầm lỗi, sáng chắn bao giông, chiều ngăn lắng lửa. Làm sao chưa hè một dòng cá dao. Dạ hả, quên mất tiêu rồi chứ. Hay quá, người ta hay ngon lắm. Như thế nó gãi đầu lầm mất hứng ghê. Thôi được rồi, vậy là vui rồi. Rất là dễ thương. Nó thật sự là chị Tường thấy hai bạn có rất là nhiều cái sự đồng điệu với nhau. Chị Tường nghĩ các bạn sẽ là một cặp đôi rất là đẹp, rất là có tiềm năng để dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa nha. Nhưng đó là ý kiến riêng của chị Tường thôi. Bây giờ sẽ là quyền quyết định của hai bạn. Thế bây giờ hai bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường những cái biểu tượng mà chương trình đã nhờ mình chuẩn bị chưa? Biểu tượng nửa trái tim và biểu tượng mặt cười. Xin cho chị Tường xem những cái sự chuẩn bị của mình. Dạ rồi. Trái tim, rồi để trái tim cho nó rõ, đúng rồi. Rồi, bây giờ bỏ xuống đi ạ. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường nhé, mình suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Nếu mình quyết định hẹn hò với nhau, mình sẽ có thông tin của nhau. Mình đưa biểu tượng nửa trái tim lên. Còn nếu mình không đồng ý hẹn hò thì mình đưa biểu tượng mặt cười lên, mặt trời lên. Như đó là một cái sự lịch sự để mình từ chối cái cuộc mai mối này. Được chưa? Rồi, xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 Thật sự mình thương bạn gái đó thì mình phải lo cho mình thương cả con của bạn gái, mình phải lo cho cuộc sống cho hai mẹ con đầy đủ. Thì tất nhiên trước khi mà đến với người phụ nữ đó, người đàn ông họ phải là thông qua là con riêng của người phụ nữ, ít nhất là phải làm cho bé cảm thấy là một người này là một người an toàn, yêu thương bé thật sự. 3 Xin mời. Quá. Thì cái nửa trái tim màu xanh nó hơi lép dế hơn nửa trái tim màu hồng nha. Nó hơi nhỏ hơn nha. Rất là dễ thương. Chị Tường cảm ơn hai bạn. Rất là vui. Và chị Tường cũng chúc cho hai bạn nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chương trình sẽ tạm biệt và sẽ
cho hai bạn những thông tin của nhau. Y như chị Tường nói nha, hết dịch hẹn hò đi dạ. chơi vui, có gì hú chị Tường nha. Còn mà có tin vui dạ. gì nữa là phải báo cho chương trình biết liền nha. Đồng ý không? Dạ rồi, cảm ơn chị Tường. Dạ đồng ý ạ. Rồi, tạm biệt hai bạn.